Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào tối ngày mùng 7 tháng 1, anh Nguyễn Xuân Tê, 34 tuổi, quê Tây Ninh, đang điều khiển xe máy lưu thông tại khu vực ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh thì bị cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Nhà Bè dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy anh Tê có nồng độ cồn vi phạm ở mức kịch khung, tức nồng độ cồn trong hơi thở lớn hơn 0,4 mg trên 1 lít khí thở, nên lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản, niêm phong xe máy. Khoảng 30 phút sau, anh Tê quay trở lại chốt đo nồng độ cồn, rồi tẩm xăng tự thiêu, toàn thân bốc cháy. Lực lượng chức năng và người dân xung quanh nhanh chóng tìm cách dập lửa, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân được bệnh viện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy vào tối mùng 7 tháng 1 trong tình trạng mê, thở hước. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được đặt nội khí quản, điều trị cấp cứu hồi sức tích cực và chuyển lên khoa bỏng điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị bỏng lửa sang 99%, tức độ 2 và độ 3, trong đó 80% cơ thể bỏng độ 3. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc bỏng rất nặng. Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị tích cực chống sốc. Theo thông tin mới nhất, anh Tê đã không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.